Thưa quý thính giả, hôm nay ngày 15 tháng 2, lễ Thánh Claude de la Cambire và Thánh Gioan ở Valois. Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe về cuộc đời của Thánh Claude de la Cambire và Thánh Gioan ở Valois qua giọng đọc của Maria Kim Thúy. Thánh Claude de la Cambire sinh năm 1641, qua đời năm 1682. Thánh Claude de la Cambire sinh năm 1641, gần Lyon, nước Pháp, trong một gia đình đạo đức giàu có. Ngài theo học trường của các cha dòng tên về âm thanh và nghệ thuật. Sau đó, Claude vào trường đệ tử dòng tên ở Avignon, là nơi ngài học xong triết học và bắt đầu dạy về nhân văn. Trong thời gian ngài dạy học ở Avignon là khi đạo quân của Louis thứ 14 chiếm đóng, dù đó là nơi Đức Giáo Hoàng cư ngụ. Khi hòa bình, thành phố Avignon cử mừng lễ Thánh Francisco Sales. Mặc dù chưa được thụ phong linh mục, Claude là một trong những người được yêu cầu giảng thuyết. Để hoàn tất chương trình thần học, ngài được gửi sang Bale là trung tâm văn hóa của nước Pháp. Ở đó, ngài được chọn làm thầy giáo tư cho các con của một bộ trưởng Pháp là ông Colbert. Nhưng trong một bài viết, ông Colbert có những lời châm biếm tôn giáo mà cha Claude không tán thành với ông bộ trưởng. Do đó, ngài bị gửi trả về Avignon và được bổ nhiệm việc thuyết giảng ở một nhà thờ thuộc trường đại học. Trong các bài giảng, ngài thường tố cáo những sai lầm của lạc thuyết Jansen mà ngài thấy đầy rẫy ở Bale. Cha Claude bài trừ tà thuyết bằng cách giảng dạy về việc sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Trong một cuộc tĩnh tâm, ngài thề tận hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu. Hai tháng sau khi thề hứa, ngài được bổ nhiệm làm bề trên cho một trụ sở nhỏ của dòng tên ở Paris. Chính ở đây mà ngài gặp Sơ Margaret Mary Alacoque và là cha giải tội cho Sơ và nhấn mạnh đến việc sùng kính Thánh Tâm Chúa. Sau đó, cha Claude được sai đến nước Anh với công việc giải tội cho nữ công tước của York. Ngài rao giảng không những bằng lời nói mà còn bằng hành động và đã đưa nhiều người tin lành trở lại đạo. Trong thời gian ở đây, những chống đối người Công giáo ngày càng gia tăng. Có tiếng đồn cho rằng người Công giáo âm mưu giết vua để tái lập đạo Công giáo tại Anh. Cha Claude bị bắt và bị cầm tù về tội tham dự vào âm mưu này trước khi thành công trong việc hoán cải nhà vua. Chính nhờ vua Louis thứ 14 can thiệp mà cha Claude không bị xử tử. Cha Claude bị trục xuất, nhưng thời gian tù đầy đã ảnh hưởng tệ hại đến sức khỏe của ngài. Theo lời khuyên của Sơ Margaret Mary, ngài trở về Paris và từ trần tại đây năm 1682. Một ngày sau khi ngài chết, Sơ Margaret Mary được thị kiến siêu nhiên, bảo đảm rằng cha Claude là Colombere không cần được cầu nguyện vì ngài đã ở trên thiên đàng. Cha Claude được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị phong thánh vào ngày 31 tháng 5 năm 1992. Có hai điểm ghi chú ở đây. Điều thứ nhất, Cornelius Jansen, giám mục của Ypres, chủ trương rằng bản tính loài người quá hư hỏng vì tội nguyên tổ nên không có khả năng chống lại sự cám dỗ, không xứng đáng được rước lễ thường xuyên, và Jansen chống lại sự thờ kính nhân tính của Chúa Giêsu được thể hiện qua việc sùng kính Thánh Tâm. Thứ hai, Thánh Margaret Mary Alacoque là người đã được Chúa Giêsu hiện ra nhiều lần và sứ điệp đặc biệt là sùng kính Thánh Tâm Chúa. Thánh nữ được Chúa Giêsu gọi là người môn đệ yêu dấu của Thánh Tâm ta. Thánh Gioan ở Valois, sinh năm 1464, qua đời năm 1505. Thánh Gioan là cô gái thứ hai của vua Louis thứ 11 nước Pháp. Khi mới sinh được 2 tháng, thì ngài đã được hứa gả cho công tước Louis ở Orleans,
và hôn nhân của họ xảy ra vào năm 1476, khi ngài mới 12 tuổi. Dĩ nhiên đó là một hôn nhân không có giá trị, và công tước Louis lấy ngài cũng chỉ vì lo sợ cho tương lai không biết sẽ ra sao nếu không tuân lệnh nhà vua. Joan là một thiếu nữ tật nguyền, ngài bị gù lưng, đi khập khiễng và bị rỗ. Mặc dù ngài phải đau khổ vì tàn tật, nhưng ngài đã kiên nhẫn chấp nhận sự bất lực ấy và dành nhiều thời giờ để cầu nguyện và suy niệm. Khi chồng của ngài lên ngôi vua, Louis thứ 12, hành động đầu tiên của ông là xin Đức Giáo Hoàng tuyên bố hôn nhân ấy vô hiệu và chưa thành. Do đó, Joan không được làm hoàng hậu của nước Pháp. Ngài được ban cho tước hiệu nữ công tước của Paris. Đối với Joan, đó là sự khuây khỏa khôn cùng và ngài đã đến Bourges. Ở đây, ngài sống cuộc đời ẩn dật để cầu nguyện. Và vào năm 1501, theo lời khuyên của vị linh hướng là cha Gilbert Nicholas dòng Francisco, ngài sáng lập dòng nữ tu chiêm niệm, nữ tu dòng truyền tin mà quy luật chính yếu là bắt chước các nhân đức của Đức Maria như được kể trong phúc âm. Thánh Gioan từ trần ngày 4 tháng 2 năm 1505 khi 41 tuổi. Ngài được phong thánh vào năm 1950. Về con mong trọng con gì là của con để con được trắng tay con chỉ còn ngài để giữ lấy con được chọn Chúa mãi là của con để rồi con biết chỉ có Chúa hạnh phúc muôn đời, tình yêu Chúa tin chung cao vời là đường đi dẫn đưa con về quê trời. Và rồi con muốn được có Chúa là chốn dung thân, là kho báu lớn lao vô ngần và là gia nghiệp trọn cuộc đời con ước mơ. Chỉ mong ngài xóa đi mong chẳng còn gì để chiêm hữu, mong chẳng còn gì ràng buộc con để con được ngước lên con tìm được ngài là chân lý, con được cùng với Chúa đồng hành luôn. Để rồi con biết chỉ có Chúa hạnh phúc muôn đời, tình yêu Chúa tin chung cao vời là đường đi dẫn đưa con về quê trời. Rồi con muốn được có Chúa là chốn dung thân, là kho báu lớn lao vô ngần và là gia nghiệp trọn cuộc đời con.